Bộ quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy, đàn này đông thật. Con này nó đang căng. Thấy trẻ đấy. Mình xin chào tất cả mọi người. Chia sẻ với anh em là hôm nay mình lại quay lại khu trang trại này anh em này. Thì trước đây ở trên khu này rất là nhiều chim mọi người ạ. Và lúc nãy mình cũng thấy một đàn khá là đông. Nó bậu ở trên ngọn cây tre và cây xoài đằng kia kìa anh em kìa. Thì tí nữa mình sẽ thử treo con mồi này ra. Xem có được cặp chim nào về thi đấu với em mồi này của mình không anh em nhá. Vào đây thì chỗ trang trại nhà người quen của mình thì ra đây ngồi rất là yên tĩnh anh em ạ. Đấy. Thì tạm thời thì mình để đây, mình gọi thử xem nó có về đây không. Và tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem một đàn trào mào nó đang ở trên ngọn tre kìa mọi người nhá. Nó đang bay về đây nó nghỉ hay sao ấy anh em ạ. Thì lúc nãy mình ra thì nó bay hết rồi, nhưng mà tí nữa nó sẽ bay quay lại thôi anh em ạ. Bây giờ là trước tiên là mình đi kiếm chỗ ngồi và vào đây uống nước một chút anh em ạ. Đấy, mọi người thấy nhiệt tình không? Già vừa có khu bẫy chim lại có cả cà phê, cà phiếc này này. Chim mồi thì vẫn chưa cả treo anh em ạ. Mình mới đang để tạm ở bờ cái thôi để cho nó gọi nhau thôi. Từ đây đi sang cái bờ đằng kia cũng lòng vòng lắm. Xa phết đấy. Tí nữa là cái đàn trào mào nó về là quay cho anh em xem đã mọi người nhá. Còn chim được hay không thì chưa biết được. À, mời mọi người uống nước. Rồi. Cà phê đúng không? Ây da, ui có cả đậu phộng. Quay cả đậu phộng một chiếc nào. Phộng thật không ấy, hết hạn rồi. Người có là ăn vui rồi anh em ạ. Mình mời mọi người nhá. Đi bẫy chim vào cứ những cái khu như này là vui nhất anh em ạ. Không cần biết được hay không. Nhiệt tình. Trước ở đây nhiều trào mào lắm. Tí nó ra quay cái đàn trào mào ở trên bụi tre đằng kia anh em ạ. Bụi tre bên kia với cái cây xoài bên kia kìa, nó hay đậu ở đấy. Anh em ơi, trong này có một đàn này mọi người này. Đây, bậu rất là nhiều trên ngọn tre này. Không biết được là nó có xuống đấu hay không anh em ạ. Rất là đông luôn. Có một con đấu ở trong này, đấu hay lắm này anh em này, con này này. Đây đây. Đấy. Trên ngọn tre này anh em ạ. Như chim sẻ luôn. Đang phơi nắng mọi người ạ. Và đặc biệt này mọi người nhìn thấy cặp chim ở trên cây xoài đấy không? Nó đang thể hiện rất là tốt. Nó thể hiện giữ thung của nó, hoặc là nó là một chú chim đầu đàn, nên mình nghĩ cặp chim này là chim giữ thung là tốt hơn, bởi vì nó đấu như này là sắp ché nơi rồi anh em ạ. Đấy, mời mọi người xem nhé. Con này nó đang căng. Thấy ché đấy. Đang hăng. Mua đứng xa quá. Gần đi nữa. Nét mà. Không cho gần được nữa. Hết cỡ. Bờ này đi hơi bị rậm rạp anh em ạ. Đấy. Đến được bãi treo lồng bẫy cũng khá là vất mọi người ạ. Nhưng mà đi vào những chỗ này thì cảm giác nó mới phê. Có bồn chuối chín này anh em ạ. Bồn chuối này khi xin bác ấy về cho chim ăn cả để đây thì nó cũng chuột nó ăn hết anh em ạ. Nó đổ rồi. Cây nó gãy. Chuối còi. Chín cây luôn anh em ạ. Đấy. Ây da, chặt quá.
cũng nhiều. Dài quá. Loay hoay mãi thì mình cũng đã xử lý xong buồng chuối nhỏ này anh em này. Đấy, buồng chuối rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đem về cho chim anh em ạ. Mình cắt xong buồng chuối nhỏ ở dưới gãy dưới đất đây thì ngẩng lên thì cũng có một buồng chuối rất là to, 9 cây này anh em này. Buồng chuối này thì chim nó cũng đang ăn dở một ít rồi, đàn chào mào. Đấy, bác ấy cũng không ra, để chiều mình về mình gặp bác ấy bảo ra bắt chặt cái buồng này. Còn cái buồng nhỏ bây giờ mình đem về mình cho chim ăn trước anh em ạ. Đấy, chín rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy, quả rất to, buồng này thì to anh em ạ. Bắt đầu ăn mất xém đây rồi này. Đó. Anh em thấy cây chuối này lạ không? Đây, cây chuối này mọi người này, ở mọc ở trong cái thân bị chặt ra này mọi người này. Đấy, mình vừa mới gỡ buồng chuối xuống thì đi đến đây lại thấy cây chuối này khá là lạ luôn đây. Nó mọc từ trong cái thân này này anh em này. Đấy, thì tòi ở đây lại mọc luôn quả ở đây. Đấy, rất là lạ luôn này. Buồng chuối này hơi nhỏ nhưng mà nó rất là mọc rất là một cách rất là lạ luôn. Đấy, như chuối cảnh anh em ạ. Đấy, thân đây này, 2, 4, 6, 70 phân. 70 phân từ cái góc này lên. Đây thì nó mọc ra đây, nó thành một cái buồng luôn. Đấy, rất là lạ. Anh em ơi, mình treo lồng bẫy thì nó sang rồi này. Đấy, 4 con luôn. 3, 4 con luôn nhưng mà tiếc là không có thế để mà quay cho mọi người xem, nó bí quá. Nghe tiếng chim ché mà không quay được chim bực anh em ạ. Đấy, mọi người nghe thì chưa nhá. Lần rất là lâu rồi mới gặp cái trường hợp này. Bởi vì quan điểm mình đi bẫy, quay clip bẫy chim là phải rõ ràng thôi. Càng quay được cận cảnh càng tốt. Ché mà không được xem thì cũng khó chịu anh em ạ. Cả một cái dãy này không có một cái cành thế nào luôn. Ui, lại vào đấy, vào thế mấy đôi ấy? 3 đôi. Ôi mọi người ơi, chim nó đấu nhau ché nhom trên này lên mà không làm sao con này. Nó xuống đấu anh em ạ. Mọi ơi, mình chuyển ra đây thì nó xuống rồi này. Nhưng mà khó quay quá. Đây, sát nhau rồi. Ui, lúc nãy nó ché. Xuống lên. Ché kinh thật đấy. Ngay đó, ngay đó. Ngay đó rồi. Đã. Ui, đẹp lắm. Ui, đẹp, bộ to. Mãi mới chọn được điểm ché treo anh em ạ. Xong, xong luôn rồi, nhanh quá. Ui, mùi ché. Ôi, quá nhanh anh em ạ. Sau khi chuyển thì buổi săn bổi của mình hôm nay cũng đã thành công này anh em này. Đàn này rất là đông anh em ạ. Cái con này không biết phải cặp ở cây xoa cái con vẽ xoài ché không. Bây giờ mình ra mình gỡ cho mọi người xem nhá. Như vậy mọi người ạ, sau khi lần đầu tiên mình vào cái khu vực này và thấy một đàn rất là đông. Loay hoay mãi mới có chỗ thì con này ché rất nhiều luôn ở ngoài. Nhưng mà tiếc là mình không quay được. Sau khi chuyển chỗ thì em nó đã về đội rồi anh em này. Đây. Nhanh không? Ôi, hình như chim sổng hay sao thế. À đâu, đuôi nó gãy. Đang nổi lông. Đấy, con ở ngoài đấy. Ôi rồi, đây anh em ơi. Mái mà. Con ché giọng to lắm anh em ạ. Đây mọi người ạ. Đang đuổi thầy lông. Bộ quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy, đàn này đông thật. Nhất là cái đàn ở bụi tre. Và không biết là cái cặp này có phải cặp ở cây xoài không. À, cây ấy, ngọn cây lúc nãy ché không. Mình gỡ cho anh xem nhé. Đang đuổi lông. Đây anh em ơi, cận cảnh chú bổi này. Màu đinh cao, vút luôn. Đó, chưa làm clip với chim thì tiếc là không có thế để mà
treo lồng bẫy đẹp để cho mọi người xem được. Hôm nay ngồi uống nước ở trong mấy ông bạn thì chủ đầm thì loay hoay mãi ra đây có mới có chuyển ra đây mới có điểm treo và được em này anh em ạ. Rồi mình xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người những clip sau. Quá đẹp rồi, không có chỗ thế này, cây xanh thì nó hơi này hơi cái là nó phi ngay xuống, tiếc là không quay lúc trễ.